đang ngồi ở trong phòng của bạn Hoàng thì cái căn phòng này rất là dễ thương quý vị ạ. Nó sát bên cạnh bờ biển và nghe tiếng sóng biển rì rào, một cái không gian rất là yên bình, lãng mạn, thơ mộng. Cho nên là mình nghĩ rằng là chắc phải cầm cái đàn lên để đàn một cái bài hát lãng mạn để gửi tặng cho tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng lắng nghe nha. Ca khúc này rất là nên thơ. Xinh đẹp.